Bây giờ đây là quá trình thả dốc. Chúng tôi đang thả xuống một cái dốc khá là gay go và hấp dẫn trên con đường. Kết thúc một buổi, một ngày trời ở cái đỉnh núi Ba Vì đầy sương mù vậy. Đủ thứ chuyện lum tà la này. Một ngày đáng nhớ. Ngày thứ hai của hành trình Hà Nội trong vòng một tuần lễ. Xin cảm ơn. Đã coi, và giờ hãy coi tiếp đi. Coi hãy coi anh Lý Kim Sủng thả dốc. Có thể kiếm cái dốc để tao thả cho tao quay phim. Anh Sủng đang chỗ tài thả dốc. Thả xuống. Đây phải không? Ừ, thả xuống. Đó. Bây giờ nha. Chỗ tài đây. Đó. Tao nhớ dốc nè, nó chạy như điên xuống. Còn bây giờ sẽ là lúc hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.